phía xa kia, đứng bên đây cầu Phú Cường á, thì mình sẽ thấy được cái phía xa là cái đài truyền hình Bình Dương. Bây giờ mình sẽ zoom cái đài truyền hình Bình Dương lên xem khoảng cách từ xa cho tới đài truyền hình cái cầu để nhìn nó cỡ nào nhé. Bên tay trái này là cầu Phú Cường này. Đây là cái cầu mà nối liền giữa Sài Gòn và Bình Dương. Hiện tại là cái lượng xe cộ đi lại qua cái cầu này khá nhiều. Đang có một cái đơn vị thi công là Cường Thịnh Lực đang thi công cầu, người đang sửa chữa hay bảo trì cầu gì đó. Còn để gặp phía dưới chân cầu này có gì? Hôm nay mình phát hiện cái này ông đang câu cá phía dưới đây, nhưng mà cho anh ta bảo vệ rồi. Nhưng mà không cần được cá gì cả. Bây giờ này có một con thuyền nhỏ này, một cái túp nhà bằng tôn đó, dưới móng cầu và trên là xe ô tô rất là nhiều. À, phía đây mình phát hiện ra, có thể quan sát thấy cái nhà thờ chánh tòa của Bình Dương. Đấy là nhà thờ chánh tòa Bình Dương. Để chút mình sẽ đổi góc quay khác để quay cảnh những cái nhà thờ chánh tòa này. Giờ giới thiệu các bạn là xem cái zoom cái tòa tháp đài truyền hình Bình Dương. Đó, zoom lại cho các bạn coi thêm một lần nữa nha. Đó, phía bên kia tuy là mình nhìn thì tưởng bên Củ Chi, nhưng thực ra thì bên đó nó là chính là Bình Dương đó. Rồi, xin giới thiệu các bạn tới đây nha. Xin chào các bạn nha. Nhớ like, share và comment kênh Mini Việt Nam nha các bạn. Như là nghe từ xa có tiếng một chiếc cano đang chạy tới. Giờ mình sẽ bắt cảnh cano và trong cái máy quay này. Chiếc cano. Đây, một chiếc xuồng. Chạy rất nhanh các bạn. Máy quay cho tuyệt vời. Wow, chạy tốc độ khủng khiếp luôn. Máy quay không kịp luôn. Hồ, đi phía sau cano là có một con này. Đây có một con cò. Hình như là sau khi cano nó chạy xong thì những cái sóng đánh này sẽ làm cho cá nó nổi lên và cò tranh thủ cái lúc này nó sẽ bay lên và nó sẽ bắt cá này. Đây, nó có một con này, đây này. Sau khi tôi đi qua thì có một chú cò đã đáp trên cái cánh mèo này để săn cá. Đây, chú cò. Lông nó không phải được trắng muốt như mình nghĩ. Có thể là phía ngoài nó bị nước đập vào nên nó ướt. Mỗi lần cái cano đi qua thì sóng đánh rất là mạnh.
vẫn hay nghe tiếng sóng đập vào bờ. Đó, sóng đang đánh mùa các bạn. Sóng đánh vào bờ. Sóng vỗ bờ sau khi mà cái cano nó đi qua, như vậy là sóng đánh rất là mạnh. Phía xa xa kia là một cái, mình không biết cái đó gọi là cái gì, gọi là cái để, chắc là để đo cái mực nước ha, của sông á. Phát hiện ra một con, cái con này đang làm gì đây, nó bay rất sát mặt nước. Tìm được chỗ nào mình sẽ dùng sát nhiều không? Không biết khi nó bay thì nó ra một lông màu trắng, mà sau khi đứng một chỗ thì thấy cái lông nó lại ra một số sáng. Đây, ở đây có một cái phao đo mực nước thì phải. Một cái phao. Đây có cái phao này, có gì trên đó. Phao này thì trên đây người ta trang bị một cái đèn này. Đây một cái đèn. Đèn chắc để báo tín hiệu đây, báo tín hiệu cho tàu thuyền đi lại. Rồi cái đây cái ký hiệu mã gì đây? QG55P203. Hiện tại một số con cò nó đang tập trung vào các cái tránh bèo rất là nhiều. Sắt luôn các bạn, pha một sắt luôn. Xa xa cũng có một chút con đang bay. Đây có một con đang bay là đây. Giờ đã lần mình trong cái bèo rồi. Cặp ở đây này. Sắt đây có hai con đang trong cái tống bèo này, không biết nằm ở đâu. Phía bên kia sâu thì mình đã phát hiện ra được hai người đàn ông đang nghe tiếng chó sủa, không biết là phát ra từ bên đó, thì mình sẽ tìm cái tiếng sáo chùa. Đây đây phát hiện ra họ đang làm gì đây. Một ông già tóc bạc ngồi đang ngáp ngủ, nghe tiếng chó sủa đâu lên đây. Đây là những xe đi mua chó. Vì hiện tại thì người ta đứng ở cạnh bờ sông để lấy nước, lấy nước cho chó uống. Ba xe chó. Bên đây cũng có một con cò. Đây đây có một con. Các con đang bay sát sát ra đây. Mất tiêu rồi. Kìa kìa cái hai con đây. Cả nhảy quá.
đó là những mộ mộ gì biết. Rồi, cây mini Việt Nam hôm nay quay những chú cò trên những cái cánh bèo đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người nhớ like, share, comment kênh để tiếp tục theo dõi những cảnh hoang dã, những cảnh lạ độc đáo do mini Việt Nam thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.